Ba dấu hiệu trên mặt cho thấy phổi tích tụ nhiều độc tố, nên uống hai loại nước vào buổi sáng. Ngoài những khó chịu liên quan tới hô hấp, khi phổi tích tụ quá nhiều độc tố thì trên mặt cũng xuất hiện một số bất thường. Phổi là cơ quan quan trọng nhất trong hệ hô hấp, có vai trò quan trọng với sự sống và hoạt động hàng ngày của con người, bởi nó đảm bảo quá trình hô hấp bằng việc trao đổi các khí, đem oxy từ không khí vào tĩnh mạch phổi và carbon dioxide từ động mạch phổi ra ngoài. Ngoài ra, phổi cũng có một số khả năng thứ yếu khác như hỗ trợ chuyển hóa một vài chất sinh hóa lọc một số độc tố trong máu tuy nhiên phổi cũng là cơ quan rất dễ bị tổn thương bởi rất nhiều yếu tố từ khách quan cho tới chủ quan nhất là trong những điều kiện khắc nghiệt cho hệ hô hấp như hanh khô nhiệt độ quá thấp ẩm ướt giao mùa nhiều vi khuẩn virus hay môi trường ô nhiễm vì vậy bảo vệ phổi lúc nào cũng quan trọng nhưng cần được chú trọng hơn nữa vào mùa lạnh như hiện tại ba bất thường trên mặt cho thấy phổi tích tụ nhiều độc tố bạn có thể tự kiểm tra tình trạng của phổi thông qua đo nhịp thở một số bài tập để đánh giá chức năng hô hấp và cả các dấu hiệu bất thường trên mặt sau đây là ba dấu hiệu trên mặt cho thấy phổi của bạn đã tích tụ quá nhiều độc tố có thể bệnh phổi đã bắt đầu nhen nhóm âm thầm mũi đen là cơ quan hô hấp chính phổi chủ yếu vận chuyển dưỡng khí từ bên ngoài vào mạch máu thông qua lỗ mũi nhằm bài tiết khí thải từ phổi ra ngoài cơ thể một khi phổi đã tích tụ nhiều độc tố bị tổn thương thì mũi cũng sẽ có những bất thường thường gặp nhất là lỗ mũi đen lại tích tụ nhiều chất thải thậm chí gây bít tắc khó chịu hay ngứa ngáy đồng thời lông mũi cũng nhiều hơn đen và cứng hơn như một cách tự vệ của cơ thể để cố gắng lọc không khí tốt hơn trước khi đi vào phổi ngoài ra màu sắc của vùng mũi cũng có thể tối hơn mọc nhiều mụn đầu đen ở khu vực đầu mũi do phổi yếu đi các chất độc trong cơ thể không kịp đào thải ra ngoài Môi thâm tím hoặc xanh. Người khỏe mạnh thì môi hồng hào nhưng ngược lại, một khi phổi tích tụ nhiều độc tố thì môi sẽ dần chuyển sang màu thâm đen hoặc tím, bởi oxy cần được đưa đến các mô khác nhau thông qua phổi nên một khi chất độc từ phổi cản trở quá trình vận chuyển oxy, sắc tố trong mao mạch của môi sẽ tích tụ nhiều và làm xuất hiện vết ố khác thường trên môi. Thay đổi màu sắc mà còn nhanh lão hóa hơn, thậm chí xuất hiện tình trạng phù nề bất thường, các nốt thâm đen dưới da uống hai loại nước vào buổi sáng để đào thải độc tố trong phổi cũng giống như rất nhiều cơ quan khác trong cơ thể việc uống đủ nước giúp phổi hoạt động tốt hơn do tăng cường lưu thông máu mà đào thải độc tố ngoài nước lọc bạn có thể uống hai loại nước này vào buổi sáng để tăng hiệu quả thải độc cải thiện chức năng phổi nước mật ong nước mật ong không chỉ có tác dụng giải độc thanh nhiệt bồi bổ âm dương dưỡng ẩm cho phổi mà còn giữ ấm tăng cường lưu thông máu kháng viêm nên uống nước mật ong ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy rất tốt cho phổi ngoài ra nó cũng giúp thúc đẩy các cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt hơn tăng cường trao đổi chất và dưỡng da hiệu quả nước chanh chanh là nguồn dầu vitamin c và chất chống oxy hóa có thể giúp loại bỏ độc tố và do đó tăng cường chức năng của phổi nước chanh có thể dùng như một thức uống giải độc cho phổi có hiệu quả nhất vào buổi sáng sau khi thức dậy tuy nhiên hãy nhớ không uống nước chanh khi bụng rỗng hoàn toàn Ưu tiên nước chanh ấm nhẹ dưới 45 độ C để không bị mất vitamin C mà lại tăng hiệu quả thải độc. Tốt nhất là không bỏ đường hoặc chỉ bỏ một chút, có thể thay thế bằng một chút xíu mật ong và cũng đừng uống nước chanh quá chua sẽ gây hại dạ dày. Nội dung khác năm dấu hiệu phát ra từ cơ thể cho thấy bạn cần giảm cân ngay kẻo bệnh tật uồn uồn kéo tới. Nhiều người thường gắn giảm cân với tác dụng làm đẹp, nhưng thực tế đây cũng là việc giúp cải thiện sức khỏe rất lớn theo bác sĩ ca di e. dung tại phòng khám y tế công cộng đài bắc đài bắc đài loan trung quốc động lực giảm cân của đa số mọi người thường là ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ ngoại hình trong khi sức khỏe mới là vấn đề nghiêm trọng hơn cụ thể thừa cân béo phì đã được chứng minh là nguyên nhân gây ra làm tăng nguy cơ dẫn tới các vấn đề sức khỏe như tử vong do mọi nguyên nhân bệnh tim mạch vành mạch máu não rối loạn mỡ máu cao huyết áp bệnh tiểu đường type 2, đột quỵ, bệnh túi mật, viêm xương khớp, đau đầu, đau nhức cơ thể, khó khăn trong hoạt động thể chất, ngưng thở khi ngủ và các vấn đề về hô hấp khác, tăng nguy cơ hiếm muộn, sinh non, nguy cơ ung thư, trầm cảm, lo lắng hay các rối loạn tâm thần khác. Vì vậy, bác sĩ CA e. nhấn mạnh rằng ngay cả khi bạn không hề quan tâm tới ngoại hình thì vẫn cần giảm cân ngay nếu thấy năm dấu hiệu dưới đây trước khi bệnh tật ùn ùn kéo tới. 1. Chỉ số khối cơ thể, BMI, chỉ ra thừa cân. Theo phân loại của Hiệp hội Đái đường các nước châu Á, IDI và WBRO, chỉ số BMI của người châu Á từ âm 0 cộng kg trên mét vuông là cân nặng bình thường. BMI dưới 18.5 là nhẹ cân, từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9 là thừa cân và từ 25 trở lên là béo phì. Còn chỉ số BMI theo phân loại quốc tế, WHO, thì dưới 18.5 là nhẹ cân, âm không cộng là bình thường, ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 là thừa cân và từ 30 trở lên là béo phì. Lưu ý là chỉ số này áp dụng để xác định giảm cân với người trên 18 tuổi và có sai lệch với vận động viên, người tập thể hình, phụ nữ mang thai, người cao tuổi. Bác sĩ CA nói rằng, những nhóm người này cần có sự tư vấn cụ thể từ bác sĩ. Tuy nhiên, tùy theo khu vực sinh sống mà mỗi người nên thường xuyên tự đo BMI và đánh giá, không được để tới mức độ thừa cân, ngay cả khi cơ thể chưa béo lên một cách dễ thấy. 2. Cảm thấy mệt mỏi, hụt hơi trong hoạt động hàng ngày. Theo bác sĩ CA, không phải ai cũng thường xuyên đo chỉ số khối cơ thể hay cân nặng của mình để phát hiện ra mình thừa cân hay béo phì. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp cân nặng chưa tăng quá mức ngoại hình không thay đổi nhiều nhưng đã có những tác động tiêu cực tới sức khỏe phổ biến như cảm thấy mệt mỏi hụt hơi trong nhiều hoạt động hàng ngày mà trước đây bạn vẫn làm một cách dễ dàng bà nói nếu bạn cảm thấy hụt hơi khi đi bộ đường dài lên cầu thang hoặc gặp khó khăn khi thực hiện các việc làm hàng ngày đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề trọng lượng dư thừa có thể là một trong những nguyên nhân bạn nên đi kiểm tra sức khỏe và điều chỉnh lại chế độ ăn uống sinh hoạt, tập luyện trước khi bệnh tật xuất hiện. 3. Mũ ngáy bất thường Bác sĩ CA cho biết, mũ ngáy có tên gọi bệnh lý là ngưng thở khi ngủ. Người gặp tình trạng này có hơi thở bị gián đoạn trong lúc ngủ. Một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất của ngưng thở khi ngủ là thừa cân. Những người tăng cân đột ngột và nhanh chóng cũng rất dễ gặp tình trạng này dù trước đây không như vậy. Ngưng thở khi ngủ khiến giấc ngủ không sâu, làm bạn mệt mỏi, uể oải khi thức dậy, gây rối loạn trao đổi chất, làm tăng cân và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp. Nếu bạn thường ngủ ngáy, hãy cân nhắc đến việc giảm cân một cách lành mạnh ngay cả khi cơ thể chưa phát tướng. 4. Đầu xương khớp, trao ngược dạ dày thực quản. Khi thừa cân, cơ thể bạn trở nên nặng nề hơn và các khớp, cuộc sống phải gánh áp lực lớn hơn. Trọng lượng dư thừa có thể dẫn đến đau đầu gối lương dưới hoặc một vài vị trí khác trên cơ thể ngay cả khi bạn chưa nhận thức được cơ thể mình béo lên quá nhiều thông qua ngoại hình vì vậy bác sĩ cia nhắc nhở nếu nhận thấy có cơn đau mới khởi phát không phải do chấn thương hay vận động sai tư thế bạn cần gặp chuyên gia sức khỏe để kiểm tra lúc này vấn đề rất có thể nằm ở việc thừa cân cần giảm cân trước khi xương khớp và nhiều bộ phận khác trong cơ thể rơi vào trạng thái tồi tệ hơn bên cạnh đó Việc tăng cân cũng gây ra các rối loạn liên quan tới hệ tiêu hóa mà trào ngược dạ dày thực quản là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất. Bởi cân nặng tăng sẽ gây áp lực lên dạ dày và cơ thắt thực quản dưới khiến trương lực của nó yếu đi khiến axit dạ dày và các chất dễ trào ngược hơn. 5. Một số chỉ số sức khỏe tăng nhanh. Như đã nói, việc không kiểm soát cân nặng gây ra rất nhiều vấn đề sức khỏe. Sớm nhất chính là các chỉ số về huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu tăng thậm chí có dấu hiệu tăng nhanh do bạn béo lên nhanh. Những người thừa cân, béo phì thường có huyết áp cao và nhiều nguy cơ mắc bệnh tim mạch hơn. Thông thường, ở người lớn nếu huyết áp tâm thu dưới 120 mmHg và huyết áp tâm trương dưới 80 mmHg thì được coi là huyết áp bình thường. Khi huyết áp tâm thu từ 140 mmHg trở lên hoặc huyết áp tâm trương dưới mức 90 mmHg thì sẽ được chẩn đoán cao huyết áp và giảm cân, không phải trong mọi trường hợp, là giải pháp hữu hiệu để kiểm soát chúng. Tương tự, bác sĩ CA nhắc nhở, nếu trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ gần nhất, các chỉ số cholesterol và đường huyết của bạn cao hơn bình thường, bạn cần nghiêm túc cân nhắc đến việc giảm cân. Tiểu đường và cholesterol cao là những bệnh lý mạng tính nghiêm trọng, có thể gây tổn thương thận dây thần kinh tăng nguy cơ mắc bệnh về máu mạch máu tim mạch và cả hai tình trạng sức khỏe trên đều có thể cải thiện một phần bằng cách giảm cân